Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với channel Sửa Chữa Bình Thịnh nha. Hôm nay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài anh em, lâu lâu nghỉ xa hơi xíu. Hôm nay rất là tràn đầy năng lượng để tiếp tục chinh chiến và hoàn thành những cái máy mà đã hẹn và tư vấn cho anh em ha. Rồi, hôm nay trước mặt anh em đây là một ca máy hình nhận từ trước lễ rồi. Trong lễ hình cố gắng hình làm xong và hôm nay hình quay cho anh em xem. Đó là chiếc Samsung Galaxy A52s. Anh em lưu ý là A52s bản nâng cấp của A52. Đó, nó sở hữu nhiều trang bị và nâng cấp về cấu hình, nói chung là rất là đẹp. Đó, màu xanh min à, đẹp lắm. Thì máy này nó gặp vấn đề như thế này, đó là anh khách này ảnh là một người bạn của mình, ảnh cũng là một cửa hàng về sửa chữa. Đó thì ảnh nhận cái máy này của khách của ảnh trong cái tình trạng là máy nó bị lỗi báo sạc nhiệt độ. Anh em lưu ý ở đây báo sạc lỗi nó có hai tình huống anh em hay gặp, đó là báo sạc nhiệt độ hoặc là báo sạc có độ ẩm. Và cái mà báo sạc ẩm nó lại nhẹ nhàng hơn cái vấn đề mà báo sạc nhiệt độ. À, cái máy này á, là lúc mà hình nhận là nó báo nhiệt độ luôn rồi. Báo nhiệt độ là cái việc mà anh em sử dụng máy khi anh em cắm sạc vào, nó hiện hình cái biểu tượng mà dấu chấm than ở giữa, nó có một cái thanh nhiệt kế màu vàng hoặc màu đỏ tùy vào cái máy nó hiển thị như thế nào. Đó thì gọi là báo sạc nhiệt độ. Còn báo sạc có độ ẩm là nó sẽ hiện hình cái chân sạc và có cái giọt nước. Đó anh em ha, đó anh em lưu ý cái điểm khác nhau nó là như vậy. Rồi máy này ảnh nhận của khách của ảnh và đặc điểm chung khi mà hình sửa máy của cửa hàng thì anh em cũng biết rồi, cùng là thợ với nhau. Đó thì lúc nào người ta cũng sẽ làm, người ta làm thử không được thì người ta mới đưa qua mình. Đó, hy vọng là mình cứu được. Thì anh thợ này ảnh cũng làm tưng bừng hết đó, và ảnh xác định, ảnh cũng biết được rằng lỗi sạc nhiệt độ thì không có xử lý trên chân sạc được đâu. Thay chân sạc cũng không giải quyết được vấn đề. Đó, ảnh cũng xử lý trên main, ảnh đá tụ rồi tưng bừng luôn. À, và không được thì anh đưa qua mình. Thì lý do tại sao anh em cũng biết, mình hay nói với anh em mình làm ưu tiên hướng đến đối tượng anh em ở vị trí người dùng là như vậy. Mình luôn muốn anh em ở vị trí người dùng có cơ hội xem được những video clip này, anh em sẽ biết bản chất của cái lỗi và anh em sẽ biết được là cái cách xử lý làm sao cho nó tối ưu, cho nó tiết kiệm. Đó. Thì khi anh bạn này anh làm đủ cách không được thì anh cầm qua Thịnh, thì hình mở ra anh thấy là anh làm những cái vấn đề và anh đá tụ, hình dùng cái từ chuyên môn là vậy đó, anh đá tụ với hy vọng là anh nghĩ là những con tụ đó đi trên đường sạc. Khi mà máy nó bị báo lỗi như vậy thì đá bỏ bớt thì có thể là nó sẽ ngắt và nó không báo lỗi nữa. Đó, nhưng mà không đúng ha. Đó, cuối cùng lại những con tụ mà anh đá bị sai, hình phải sắp xếp lại hết. Hình phải dựa vào một cái main mà mình có để mình sắp xếp tụ lại, mình mới biết cái điện trở rồi nó như thế nào, để cho nó chuẩn chỉnh lại và mình mới xử lý được cái phần mà sạc nhiệt độ theo cái cách của mình. Thì hiện tại anh em thấy là máy nó đã cắm sạc bình thường hết rồi, không có một vấn đề lỗi gì nữa hết. Đó, mọi tính năng đã ok hết, hình đã báo cho anh cái chi phí và anh đã báo với khách hàng của mình và khách hàng cũng đồng ý sửa luôn rồi. Đó, nên là bây giờ máy đã phục hồi về trạng thái hoàn hảo, hình đã dán thun rồi anh em xem. Đó, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng để mà giao máy cho khách ha. Thì đương nhiên cái vị khách hàng này thì sẽ không có biết cái lịch sử máy mình nó ly kỳ như vậy. Đó, người ta chỉ biết là đưa máy đến cửa hàng đó và được nghe cái mức giá báo đó. Đó, người ta không biết là cửa hàng đó đã sửa rồi mà không được thì cầm qua bên chỗ khác hay gì đó. Đó là cái câu chuyện sửa chữa trong giới sửa chữa rất là phổ biến anh em nha. Đó. Thì anh em ở vị trí người dùng, nếu mà anh em xem cái clip này, anh em biết cái máy Galaxy A52s này nó gặp phải cái lỗi mà báo sạc nhiệt độ, thì đó là một vấn đề phức tạp và chủ yếu thường hay gặp nhất là sau khi máy bị vô nước. Đó, máy bị vô nước chạm chập nó rất hay gặp cái lỗi mà báo nhiệt độ đó. Đó, và cái lỗi báo nhiệt độ này nếu mà anh em đưa vào trong hãng, anh em còn trong bảo hành thì anh em cứ thử đưa vào hãng trước. Bởi vì sao? Bởi vì một số cái trường hợp ví dụ như mà người ta thấy mức độ ẩm nhẹ hay sao đó, hoặc là nó không có dấu hiệu ẩm rõ ràng, người ta vẫn bảo hành được cho anh em, ta sẽ thay cho anh em một cái men khác ha. Nhưng mà anh em lưu ý cái vấn đề dữ liệu, khi mà thay men được bảo hành miễn phí nhưng mà nó sẽ mất hết dữ liệu. Đó, chúng ta cần dữ liệu thì chúng ta hãy kêu hãng sao lưu lại trước khi mà thay. Bởi vì thời điểm mà anh khách này mang tới nó báo sạc, đó có nghĩa là máy nó vẫn còn nguồn, hãng vẫn có thể mà chép dữ liệu ra cho chúng ta. Rồi nếu mà máy anh em thuộc diện từ chối bảo hành bởi vì bị vô nước rõ ràng quá hoặc là hết bảo hành rồi gì đó, thì chắc chắn hãng sẽ báo anh em thay nguyên một cái men luôn. Và nguyên một cái men lúc này thì anh em sẽ đối diện với vấn đề chi phí rất là cao. Đó, chi phí thay men rất là cao. Đó, hình sửa cái lỗi này cho anh khách này chỉ bằng một phần rất nhiều lần, có nghĩa là thay men nó mắc hơn rất nhiều lần cái việc mà sửa chữa như thế này. Đó, và khi mà hình làm được đúng cái ban, đúng cái lỗi như thế này thì nó không có khác gì về một cái men mới lúc ban đầu cả. Bởi vì như hình nói với anh em mà do ảnh không có hiểu về cái dòng này, ảnh chọn cái giải pháp là đá tụ và anh đá một hồi là nó sai luôn. Đó, và này mình đã sắp xếp lại, mình sắp lại theo dựa vào một cái men zin.
Đó, mình tích lũy sẵn linh kiện để mình biết nó như thế nào. Đó, mình sắp xếp lại và mình xử lý đúng cái chỗ lỗi thì nó phục hồi vào cái trạng thái như lúc ban đầu, ổn định, hoàn hảo, không khác gì thay men hết. Mà chi phí anh em thấy rõ ràng là nó giảm đi rất là nhiều. Nhưng mà mấu chốt ở đây thì chúng ta nói nãy giờ anh em cũng hiểu ra cái vấn đề rồi. Có nghĩa là quan trọng là chúng ta có đủ kinh nghiệm và cái chuyên môn để chúng ta xử lý đúng được cái vấn đề lỗi này hay không. Cái điều này nó đòi hỏi cái sự chuyên tâm và cái sự tích lũy rất là lâu năm. Như bên Thịnh thì làm chuyên về Samsung rất là lâu rồi. Lượng linh kiện, cái số lượng ban bệnh mà mình làm đã lên đến rất rất nhiều. Nên là mình có được cái gọi là cái thậm chí dùng cái từ cái trực giác của người thợ anh em. Đó thì nó sẽ giúp chúng ta rất là nhiều trong quá trình mà phỏng đoán và xử lý lỗi cho nó chính xác. Rồi ok anh em. Anh em lưu ý cái vấn đề lỗi này là do vô nước là chủ yếu, chúng ta hạn chế vô nước. Đó, sử dụng bộ sạc cáp anh em sử dụng đồ tốt, đừng có cắm những cái sạc dự phòng hoặc là những cái bộ sạc cáp lô. Điện áp nó cắp vào không có ổn định thì nó lâu ngày dễ gây ra những vấn đề chạm chập ở trên máy lắm. Thậm chí có máy cắm bộ sạc lô có thể mất nguồn luôn cũng có nữa anh em. Thì xung quanh cái chiếc Samsung A52s này thì Hình không chỉ sửa cái vấn đề mà lỗi sạc nhiệt độ. Hình đã được dịp anh em may mắn gửi máy thì ok anh em, vừa có khách xíu nên Hình gián đoạn xíu ha. Coi như giờ Hình chốt lại video clip này đi. Mình nói về cái vấn đề A52s lỗi sạc nhiệt độ. Đó, và chúng ta sẽ biết ở đây là vấn đề này hoàn toàn có thể sửa chữa được. Đó, bằng những cái giải pháp xử lý ở trên mặt. Ví dụ như là thay IC, gỡ chạm vân vân, tùy thuộc vào cái mức độ lỗi của nó như thế nào. Đó, nhưng mà chúng ta không cần thiết phải thay nguyên một cái main. Hình nhắc lại là vậy, dữ liệu chúng ta sẽ được bảo toàn. Sửa lỗi này không liên quan gì tới dữ liệu hết. Anh em nào quan trọng dữ liệu là hoàn toàn yên tâm luôn. Chỉ trừ khi anh em thay main ở trong hãng hoặc là người ta bảo hành cho anh em ta thay mới main thì mới mất dữ liệu thôi. Đó. Và vấn đề tiếp theo, để mà làm được cái ban này thì anh em phải xử lý chính xác và không có quá nhiều chỗ để anh em sai lầm. Có nghĩa là cái anh bạn này của Thịnh khi mà anh đã sai trong quá trình mà đá tụ như vậy thì nếu mà Thịnh không có được cái men khác để Thịnh biết cái thứ tự sắp xếp để mà Thịnh sắp lại thì Thịnh cũng có thể bó tay luôn. Tại vì làm là toàn làm, ảnh làm mà kiểu làm mù mà. Nên là mình nếu mà mình không có cái để đối chiếu thì mình làm sao biết được lúc đầu zin nó như thế nào. Mà ảnh lại ảnh đá bỏ tùm lum hết thì mình rõ ràng mình cũng không thể nào làm được. Trừ khi mình có được cái men như Hình nói, Hình có những cái men sẵn để Hình so sánh, Hình đối chiếu. Rồi ok anh em, nếu anh em nào gặp phải lỗi A52s bất kỳ vấn đề nào từ đơn giản đến phức tạp ha, anh em có thể liên hệ trực tiếp với mình, thông tin mình sẽ để bên dưới. Bằng những cái kinh nghiệm và những cái gì mình đã tích lũy thì mình sẽ cố gắng đưa mấy anh em về cái trạng thái hoàn hảo như ban đầu với chi phí tốt nhất. Đó là phương châm xuyên suốt. Với Thịnh quan trọng nhất đó là anh em sử dụng cái máy anh em cảm thấy vui. À, với cái chất lượng và cái chi phí tiết kiệm mà anh em bỏ ra mà anh em đã đạt được cái hiệu quả đó, anh em cảm thấy vui là cái thành tựu lớn nhất của mình. Rồi bye bye anh em, chúc anh em một ngày làm việc hiệu quả nha.